Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em có một chiếc Honda CR-V. Chiếc này của em là phiên bản 2.4 TG, sản xuất cuối năm 2016, màu đỏ mận, biển số tỉnh. Xe của em chạy 7 vạn km mọi người nhá. Bản 2.4 này thì ở cuối năm 2016 đã ra thêm cái option mà chúng ta thường gọi là bản TG đấy ạ. Bản TG này thì sẽ được trang bị thêm gẩy số vô lăng, có gạt mưa auto, có đèn auto nữa, là ba cái công nghệ chính ở cái option mà cuối năm 2016 Honda Việt Nam cộng thêm vào chiếc CR-V này. So với những chiếc đầu năm thì nó sẽ về ngoại thất thì nó không khác gì cả, nhưng ở bên trong thì nó sẽ có thêm gẩy số vô lăng mọi người nhá, gẩy số vô lăng và có đèn auto, gạt mưa auto, hỗ trợ cho chúng ta lái rất là tốt, đỡ phải lo về cái phần đèn và phần gạt mưa, nó sẽ tự động hết ạ. Màu đỏ mận mới nhá. Hiện tại thì như mọi người đang nhìn thấy đây, có lẽ là em định quay xe ở trong nhà nhưng sợ nó hơi tối, cố gắng quay ở ngoài cho mọi người có thể xem được. Thì mọi người thấy nó đang mưa và thời tiết có thể sẽ chuyển xấu hơn nữa, khi mưa to thì rất là khó quay, nên là mong quý anh chị thông cảm nhá. Xe thì bên em như anh chị xem thì của em thời gian dài rồi anh chị cũng biết đó, xe thì xe nào về cũng được bên em spa kỹ lưỡng, và trước khi giao đến tay quý khách hàng thì đều có cam kết rõ ràng, cam kết văn bản, rồi bao check hãng, test hãng thoải mái cho quý anh chị về chất lượng của chiếc xe, những chiếc xe bên em bán ra. Đó, màu đỏ mận, xe chạy 7 vạn km mới thay một dàn lốp đó, yên tâm ạ. Xe 5 chỗ thì cốp để đồ sẽ khá là rộng rãi, kể cả chiếc này và chiếc Tucson hay là những cái dòng khác, khoang để đồ thì rất là rộng rãi. Có một cái so sánh nhỏ nhỏ như này nhá mọi người nhá. Tất nhiên là so sánh thì luôn luôn là khập khiếp, tuy nhiên là mọi người có thể tự cân đối. Cái này em tư vấn cực kỳ nhiệt tình và cực kỳ rõ ràng luôn. Nếu như một chiếc Tucson 2016 bây giờ cũng khoảng trên dưới 700 triệu, thì chiếc này là cũng là ở trong phân khúc này, CR-V 5 chỗ cũng là 5 chỗ, giống y hệt Tucson, nhưng Tucson thì là mác nhập khẩu và động cơ 2.0. Còn cái này thì xe trong nước nhưng sử dụng động cơ 2.4 và là máy Honda và máy một cái xe Nhật, một cái xe Hàn. Đó. Anh chị có thể tự cân đối nhá. Mỗi người sẽ có một cái quyết định riêng. Với cá nhân em thì ở cái tầm tiền ở trên dưới 700 triệu, cả hai chiếc xe này thật sự đều xứng đáng. Quan trọng là anh chị thích chiếc nào thôi. Nếu cá nhân em thì em đã nói rất là nhiều lần và em chia sẻ với anh chị rất là nhiều lần rồi, em thì em thích Tucson hơn trong cái tầm tiền, cái phân khúc của nó. Tuy nhiên là rất là nhiều anh chị thì lại không thích xe Hàn và lại thích xe Nhật. Đó chính là cái điều khác biệt mà lý do mà chúng ta lựa chọn xe của mình. Thì dòng nào nó cũng có cái ưu nhược điểm riêng thôi, cái xe nào nó cũng có cái thế mạnh riêng của nó. Nên là cái này thì quyết theo sở thích thôi ạ. Cả hai chiếc đều xứng đáng, chẳng qua là mình lựa chọn chiếc nào thôi ạ. Những cái thảm nỉ này đều rất là mới, và ghế này mọi người có thể thấy được, ghế này cũng rất là dữ này. Đó, mới. Xe đã qua sử dụng thì không thể tránh được cái việc xước sát hay là những cái hao mòn theo thời gian. Tuy nhiên là quý anh chị yên tâm, những dòng này thật sự là vẫn còn rất là xứng đáng với cái số tiền mình bỏ ra, 700 triệu, trên dưới 700 triệu. Thật sự nó vẫn rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Vô lăng đây, ở đây thì có gẩy số vô lăng ạ, đèn auto và gạt mưa auto đấy ạ. Đó, đó chính là những cái option mà trên bản TG này được trang bị, còn những bản trước đó thì chưa có mọi người nhá. Xe chạy 76.000 km zin ạ. Đây là nội thất của chiếc xe. Thật sự cái xe này em ở đây em ngửi thấy mùi nó rất là thơm. Chủ xe họ rất là cẩn thận và rất là dữ, nên là xe nó rất là thơm. Chân xe thì còn sáng và sạch. Thật tiếc cái điện thoại của em nó không thể chia sẻ được cái mùi thơm cho mọi người cảm nhận được. Nhưng mà ngồi trên cái xe này thì chỉ muốn ngồi mãi thôi, không muốn ra ngoài vì cái mùi nước hoa nó cực kỳ thơm. Ở đây thì có màn hình nguyên zin theo xe mọi người nhá. Trên bản 2.0 thì sẽ không có đâu ạ. Bản này là bản 2.4, bản full thì sẽ có thêm cái này, cái option này. Đó. Rồi.
em xin báo giá để cho mọi người cùng tham khảo nhá. Em có một chiếc Honda CRV phiên bản 2.4 TG sản xuất năm 2016 biển tỉnh, bản cao cấp nhất màu đỏ mận, chạy 76.000 km. Bản TG, bản full option, công nghệ cao rồi mọi người nhá. Đầy đủ công nghệ. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc xe này ở trên thị trường với giá là 710 triệu mọi người nhá, 710 triệu đồng. Tất nhiên là nếu như anh chị thiện chí thì có thể alo cho em trực tiếp để trao đổi và thương lượng về giá cả. Bên em có thể hỗ trợ anh chị vay 70%, giao xe toàn quốc cho quý anh chị ở xa. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.